Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Tập Cận Bình khuyên dạy Vương Đình Huệ Ngày 9 tháng 4, BBC Tiếng Việt cho hay, ông Tập Cận Bình khuyên người anh em Việt Nam sử dụng trí tuệ chính trị. Theo báo Bưu Điện Hoa Nam buổi sáng, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi Hà Nội sử dụng trí tuệ chính trị trong việc quản lý các mối quan hệ với Bắc Kinh, giữa lúc hai bên đang tìm cách hóa giải căng thẳng trên Biển Đông. BBC cho biết cụm từ trí tệ chính trị được tờ Nhân dân Nhật Báo và Tân Hoa Xã của Trung Quốc nhắc đến khi tường thuật bài phát biểu của ông Tập Cận Bình trong buổi tiếp Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Vương Đình Huệ vào ngày 8 tháng 4. Cụ thể, Chủ tịch Trung Quốc đã kêu gọi hai nước củng cố mối quan hệ song phương bằng cách tin cậy lẫn nhau ở mức độ cao, hợp tác chất lượng cao và nâng cao trí tệ chính trị. Và đây là hình bài trên BBC. Ông Tập Cận Bình đã nhấn mạnh mối quan hệ giữa Bắc Kinh và Hà Nội vừa là đồng chí vừa là anh em và khẳng định cộng đồng chia sẻ tương lai giữa hai nước đã mở ra một chương mới trong mối quan hệ song phương. Trước những thay đổi sâu sắc của trật tự thế giới hiện nay, mối bận tâm chung của Trung Quốc và Việt Nam là bảo vệ hệ thống xã hội chủ nghĩa cũng như duy trì sự ổn định và phát triển quốc gia, ông Tập nói. BBC cũng cho biết, báo chí Trung Quốc tường thuật rằng, ông Vương Đình Huệ khẳng định mối quan hệ với Trung Quốc là ưu tiên hàng đầu của Việt Nam và cho biết Hà Nội luôn nhất quán trong chính sách đối ngoại độc lập và tự chủ. Bắc Kinh ưa chuộng thuật ngữ độc lập và tự chủ vì nó thể hiện sự xa cách đối với Mỹ và các đồng minh. Theo BBC, sáng ngày 9 tháng 4, ông Vương Đình Huệ có cuộc gặp với ông Vương Hộ Ninh, Chủ tịch Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc. Chính hiệp Trung Quốc là cơ quan cố vấn cho đảng Cộng sản Trung Quốc. BBC dẫn đánh giá của ông Trương Minh Lượng, phó giáo sư chuyên về Đông Nam Á và Biển Đông tại Đại học Kỵ Nam Quảng Châu cho rằng, chuyến thăm của ông Huệ có mục đích cải thiện quan hệ hai nước, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam vừa nâng mối quan hệ với Mỹ lên mức cao nhất vào tháng 9 năm 2023, cũng như các căng thẳng diễn ra trên Biển Đông trong thời gian gần đây. Đây cũng là một ví dụ về đường lối ngoại giao cây tre của Việt Nam. Và đây là hình Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về việc ông Tập khuyên Việt Nam nên khôn ngoan khi quản lý các mối quan hệ. Ông Trương cho rằng đây là một thông điệp rõ ràng gửi tới Hà Nội khi Bắc Kinh lo ngại về việc Việt Nam nâng cao các mối quan hệ với Mỹ, Nhật Bản và Úc. Vẫn theo BBC, báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng trích lời ông Hùng Ba, đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam, nói rằng mối quan hệ giữa hai nước đang tồn tại cả cơ hội lẫn thách thức. Bưu điện Hoa Nam buổi sáng dẫn lời giáo sư Carter chuyên gia về Đông Nam Á từ Đại học New South Wales tại Úc nói rằng Hà Nội đã chỉ trích Trung Quốc nhiều hơn trong các tuyên bố công khai gần đây. BBC cho biết thêm, chuyến thăm Trung Quốc của ông Vương Đình Huệ diễn ra trong lúc căng thẳng giữa Trung Quốc và Philippines leo thang trên Biển Đông. BBC cũng nhắc lại việc Bắc Kinh công bố đường cơ sở mới ở Vịnh Bắc Bộ vào ngày 1 tháng 3 vừa qua. Ngày 14 tháng 3, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng đã lên tiếng. Việt Nam đề nghị Trung Quốc tôn trọng và tuân thủ hiệp định về phân định lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa giữa hai nước trong vịnh Bắc Bộ, ký vào năm 2000 giữa Việt Nam và Trung Quốc và Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển vào năm 1982. Bà Hằng nói rằng Việt Nam kiên quyết phản đối mọi hành động vi phạm chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam. Ngày 20 tháng 1, Việt Nam cũng đã bày tỏ sự quan ngại về những căng thẳng ở Biển Đông, giữa Trung Quốc và Philippines trên bãi cỏ mây. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Tập Cận Bình khuyên dạy Vương Đình Huệ. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Dù được tặng nhưng tượng Lenin dựng lên để làm gì? Ngày 7 tháng 4, BBC Tiếng Việt có bài bình luận, tượng Lenin ở Nghệ An dựng lên để làm gì? Theo đó, một bức tượng đồng Lenin sắp được dựng lên tại trung tâm thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, đang trở thành chủ đề tranh luận trên mạng xã hội. BBC dẫn tin từ VTC News cho biết, bức tượng nhà lãnh đạo vô sản, người sáng lập Liên bang Soviet, Vladimir Lenin được tỉnh Ulanov, Liên bang Nga, trao tặng hoàn toàn theo quyết định của tỉnh này từ năm 2019. Trước đó, vào năm 2017, tỉnh Nghệ An đã cùng Ulanov khánh thành tượng đài cố chủ tịch Hồ Chí Minh tại Ulanov. Hai tỉnh Ulanov và Nghệ An đã kết nghĩa với nhau trong tuyên bố chung. BBC cho hay tượng các lãnh tụ cộng sản như Lenin, Fidel Castro được dựng lên tại Việt Nam nhằm nhấn mạnh vai trò của chủ nghĩa cộng sản và tình hữu nghị giữa các quốc gia chung ý thức hệ. Tuy nhiên, khác với thời quá khứ, việc xây dựng tượng đài lãnh tụ ngày nay thường gây ra những ý kiến trái chiều. Và đây là hình bài bình luận trên BBC. Theo BBC, Hà Nội có công viên Lenin và tượng Lenin nơi người dân thường đến tập thể dục, lớp thanh niên tới nhảy múa và thỉnh thoảng lãnh đạo tới đặt hoa trong vài dịp lễ liên quan đến chính trị và lịch sử của chủ nghĩa cộng sản. Việt Nam đã hoàn thành tượng này vào năm 1985 sau đó vườn hoa Chi Lăng được đổi tên thành Công viên Lenin hồi tháng 10 năm 2003. Với công chúng, không ít người nhìn những bức tượng này với cặp mắt hài hước. Bức tượng Lenin tại Hà Nội đã đi vào một bài vè và được phổ biến rộng rãi trong dân gian. Ông Lenin ở nước Nga, sau ông lại đến vườn hoa nước mình. Nhân dịp Nghệ An sắp dựng tượng Lenin, nhiều người đã nhắc lại bài vè này cũng như đặt câu hỏi có nên dựng tượng hay không. Vậy di sản của Lenin có gì? BBC nhắc lại, Lenin là một trong số các nhân vật chính trị và nhà tư tưởng cách mạng hàng đầu của thế kỷ 20, người đã lãnh đạo Bolshevik lên nắm quyền tại Nga vào năm 1917 và là nguyên thủ đầu tiên của Liên Xô. Lenin được cho là người mạnh tay với trí thức và văn hóa truyền thống của Nga khi cưỡng bức họ phải rời bỏ quê hương. BBC cho biết, từ năm 1919, chính quyền của Lenin đã ra lệnh bắt hàng loạt trí thức, nhà khoa học và văn nghệ sĩ Nga gồm cả những người theo đảng Kadesh. Lực lượng chính trị trung hữu, ủng hộ tự do cá nhân, bảo vệ thiểu số do Thái, có mặt trong Viện Duma Nga từ năm 1906. Và đây là hình một bức tượng Lenin bị giật sập. Trong thời kỳ cách mạng tháng 10 và xảy ra nạn đói Nga Bovosi vào năm 1921, Lenin đã bỏ mặt sự chịu đựng của nhân dân và đàn áp thẳng tay đối với bất kỳ sự phản kháng nào. Mặc dù Lenin tàn nhẫn, nhưng ông cũng là nhà kinh tế thực dụng vẫn theo BBC, khi các nỗ lực chuyển đổi nền kinh tế Nga sang mô hình xã hội chủ nghĩa bị bế tắc, ông đã đề ra chính sách kinh tế mới. Theo đó, các doanh nghiệp tư nhân được phép hoạt động trở lại. Chính sách này vẫn tiếp tục cho đến những năm sau khi ông qua đời. Dù lấy cảm hứng từ lý tưởng cộng sản của Karl và tư tưởng xã hội của Friedrich Engels, chủ nghĩa do Lenin tạo ra cả về lý luận và trên thực tiễn được cho là nhà nước toàn trị hiện đại đầu tiên theo bách khoa toàn thư Anh. Britannica. BBC cũng cho biết, tại Việt Nam, đảng Cộng sản cầm quyền vẫn coi Lenin là lãnh tụ tiên phong của giai cấp công nhân. Việt Nam vẫn trung thành với chủ nghĩa Mark Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong định hướng phát triển của đất nước. Các môn học về Mark Lenin được dạy trong chương trình chính khóa, từ phổ thông tới đại học, theo kiểu giáo điều, tuyệt đối hóa chân lý, không hoặc ít, có sự phản biện đúng mức. BBC cho biết thêm các tượng đài Lenin ở các nước Đông Âu và Liên Xô cũ đã bị giật sập và phá ủi hàng loạt. Thông tin các nước giật sập tượng đài Lenin được Ban tuyên giáo Việt Nam kiểm soát chặt chẽ, không cho báo chí đưa tin. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Dù được tặng, nhưng tượng Lenin dựng lên để làm gì? Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo trong đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất kim vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới